À, thưa các bạn mỗi kỳ bầu cử mỗi dịp đại hội của đảng cầm quyền người dân lại có dịp thắc mắc về tính chính danh của nhà nước về tính hợp pháp của một nhà nước do dân và vì dân trong video này chúng ta sẽ nói về một nhà nước hợp hiến theo giáo huấn xã hội công giáo theo giáo huấn xã hội công giáo một nhà nước được coi là hợp hiến ít nhất phải có các điều kiện cơ bản sau đây thứ nhất vì xã hội con người sẽ rất lộn xộn bất an bị rằng co sâu xé nếu không có nhà nước và công cụ quan trọng nhất để nhà nước quản lý xã hội chính là luật pháp nên một nhà nước hợp hiến là một nhà nước luôn tìm mọi cách để tạo dựng một bộ khung luật nhằm phục vụ cho công ích mà không hạn chế tự do của dân chúng một cách tùy tiện hay quá mức cần thiết. Trong trường hợp lý tưởng nhất, nhà nước là không gian an toàn trong đó mọi con người được phát triển một cách tự do. Thứ hai, vì con người là giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị, cho nên con người cũng là lý do duy nhất cho tính hợp pháp của quyền bính chính trị do đó một nhà nước hợp hiến là nhà nước trả lại quyền làm chủ cho nhân dân chính nhân dân với quyền tự do chọn lựa của mình sẽ quyết định quyền lãnh đạo của một người hay một đảng phái chính trị qua quyền bầu cử và ứng cử của mình thứ ba một nhà nước hợp hiến là một nhà nước xây dựng xã hội dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập tư pháp lập pháp và hành pháp phải độc lập với nhau. Nói cách khác, một nhà nước mà cả ba quyền tư pháp, lập pháp và hành pháp đều do một cơ quan duy nhất là đảng lãnh đạo thì đó là một nhà nước vi hiến. Cuối cùng, một nhà nước hợp hiến là điều tiên quyết để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ giúp các tổ chức hay cá nhân có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách dễ dàng hơn tóm lại một nhà nước hợp hiến thứ nhất là một nhà nước phải tạo lập một bộ khung pháp lý phục vụ cho công ích thứ hai một nhà nước hợp hiến phải trao lại quyền làm chủ cho nhân dân thứ ba một nhà nước hợp hiến phải xây dựng xã hội dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập xin gửi đến các bạn câu hỏi thảo luận trong tư cách là công dân chúng ta cần làm gì để thúc đẩy việc xây dựng một nhà nước hợp hiến